Vâng, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastcare. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho các bạn những cái thông tin liên quan đến Samsung Galaxy S22 Series nhé. Bắt đầu thôi. Rồi, và đầu tiên nào thì hôm nay có hàng loạt những cái tin mới liên quan đến hình ảnh trên Samsung Galaxy S22. Nếu các bạn nào mà đã theo dõi những kênh YouTube công nghệ khác ấy, thì các bạn có thể thấy được rằng là Samsung thường là khi mà chúng ta ra mắt vào khoảng tháng 2 thì đầu vào tháng 12 thì chúng ta đã có hàng loạt những hình ảnh liên quan đến Samsung Galaxy S22 rồi. Thậm chí là những hình ảnh mà thực tế luôn nha các bạn. Và ở đây thì mình có một vài hình ảnh để cho các bạn có thể theo dõi nhá. Rồi, và đầu tiên nào, đó chính là hình ảnh liên quan đến Samsung Galaxy S22 này, Samsung Galaxy S22 Plus cũng như là Samsung Galaxy S22 Ultra. Chúng ta sẽ có một cái tên gọi có thể nhá, có thể là khác, có chính là Samsung Galaxy S22 Note. Thì chúng ta có thể là phải theo dõi xem là Samsung họ sẽ chọn tên nào. Tuy nhiên thì theo mình, họ vẫn sẽ là một sẽ là Ultra, hai là sẽ Note thôi, chứ không có tên gọi thứ ba đâu nhá. Rồi, và ở đây thì các bạn có thể theo dõi được rằng là phiên bản của chúng ta dường như là đang ở phiên bản beta, đang ở phiên bản thử nghiệm thôi. Cái chữ Samsung của chúng ta vẫn là nó hơi phếch phếch một chút xíu nhá. Nhưng mà cái phần cụm camera của chúng ta thì đã hoàn toàn là đã cải thiện đi rất là nhiều rồi. So với một số những cái hình ảnh mà render trước đó, chúng ta vẫn sẽ thấy được rằng là Samsung Galaxy S22 cũng như S22 Plus thì chúng ta vẫn sẽ có cụm 3 camera thôi. Và cái cụm 3 camera này thì sẽ có cảm biến camera chính này, camera góc siêu rộng và camera tele. Còn đối với Samsung Galaxy S22 Ultra đi, mình tạm gọi như vậy, thì cái phiên bản cao cấp nhất này thì chúng ta sẽ có hàng loạt những ống kính. Ống kính của bên Samsung Galaxy S22 Ultra, mình tạm gọi là như vậy, thì nó sẽ gần như tương tự so với Samsung Galaxy S21 Ultra nha các bạn. Và ống kính này thì mình cảm giác được rằng là thiết kế của nó đã hoàn toàn vương vức rồi, và chúng ta sẽ không cần phải quay lại của thiết kế của dòng Note nữa. Đó, dường như là chúng ta sẽ tích hợp hai cái dòng này, dòng S và cũng như là dòng Note lại chung là một luôn nha các bạn. Và tiếp theo nữa nào thì các bạn có thể thấy được rằng là bên phía cạnh dưới của chúng ta sẽ có sự xuất hiện quay lại của cái phần chiếc bút của chúng ta nha các bạn. Và chiếc bút này thì có thể là tích hợp ngay bên trong chiếc máy luôn. Và như vậy thì nhiều bạn khi mà có comment với mình rằng là mong muốn được sự trở lại của cái cây bút này, nhiều khi thì các bạn cần đi siêu thị hoặc là trong một cái vài buổi họp gì đó thì các bạn rất là tiện khi mà chúng ta rút cái bút ở bên trong máy của chúng ta ra mà không phải cầm một cái bút bên ngoài. Và như vậy thì nó cũng sẽ ổn hơn. Và thiết kế này thì mình đánh giá được rằng là xưa nay thì Samsung ngày xưa, nếu các bạn có theo dõi thì chúng ta sẽ thấy được rằng là phần cổng sạc này, cái phần cái bút cũng như là phần loa, lỗ mic ấy, thì Samsung xưa nay họ hay để là bị lệch lệch á. Tuy nhiên thì những cái dòng gần đây thì Samsung họ đã cải thiện những cái vấn đề này rồi. Chúng ta có thể thấy được rằng là cái việc mà để ở một cái dải thẳng hàng như này cũng như là nó rất là vuông vức, mạnh mẽ thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất đẹp rồi. Và nói thêm nữa nào thì có nhiều bạn cũng đã nói với mình rằng là cái thiết kế này nó hơi gần giống so với củ sạc dự phòng như các bạn. Đấy, thì Samsung gần đây họ làm cái màn hình cong của chúng ta khi mà nó cong tràn như này, và cái phần mặt lưng cũng như là phần mặt đằng trước của chúng ta nó cong mà khi mà chúng ta nhìn ấy thì nó giống như là một cái hòn sỏi hơn. Và như vậy thì khi mà chúng ta cầm nắm thì nó rất là dễ chịu. Điều này thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái phần hình ảnh của Samsung Galaxy S22 Ultra cũng như là Samsung Galaxy S21 Ultra thì họ cũng có so sánh rồi. Và mình lại thích cái thiết kế của Samsung Galaxy S22 mới này hơn. Rồi, và cái cụm camera trên S21 Ultra thì có nhiều bạn nói với mình rằng là các bạn cũng có thích cái thiết kế như này, nó khác biệt so với những cái thiết bị khác của những cái hãng khác. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn vào tổng thể ấy, thì nhiều bạn lại không thích cái thiết kế camera mà nó thành một cụm như này cho lắm. Rồi, và hình ảnh cuối cùng là chính là ba chiếc flagship của Samsung được ra mắt gần đây nha các bạn, gồm có là Samsung Galaxy S21 Ultra này, S21 Ultra cũng như là S22, có thể là S22 Note đó. Đó. Rồi, và chúng ta có thể thấy được rằng là Samsung Galaxy S22 Ultra của chúng ta sẽ loại bỏ hoàn toàn cái thiết kế hơi bo cong mà chúng ta sẽ quay lại cái thiết kế vuông vức của dòng Samsung Galaxy Note. Rồi, chúng ta có thể thấy được rằng là cái thiết kế vuông vức như này nó đã loại bỏ hoàn toàn những cái đường cong rồi. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế vuông vức rất là mạnh mẽ. Và dường như thì Samsung gần đây họ cũng đã tung ra cái poster chính thức của liên quan đến dòng Galaxy S22 rồi. Và chúng ta có thể thấy được rằng là họ sẽ đặt tên là Galaxy S22 Ultra nha các bạn. Nó có một số nguồn tin thì nói rằng là S22 Note, tuy nhiên thì theo mình thì vẫn sẽ để tên là Samsung Galaxy S22 Ultra thôi. Và chúng ta có thể thấy được rằng là cái phần máy của chúng ta sẽ là phần màu hồng, tuy nhiên thì cái bút, cái phần thân bút sẽ là màu đen nha các bạn. Và dường như là hình ảnh này gần như là chính thức 100% rồi. Các bạn có thể tin tưởng được rằng là cái phần màu sắc cũng như cái thiết kế này nó sẽ xuất hiện ở những cái sự kiện sắp tới nhá. Và khoảng đầu tháng 2 thì phải. Các bạn có thể thêm ở đây nhá. Thì có một cái bạn A-2Pad22 này, thì có thể là bạn này bạn đang ở bên Hàn Quốc thì phải.
Mình nhớ không nhầm như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái bạn leaker này, bạn có leak ra cho chúng ta hình ảnh liên quan đến sản phẩm rồi. Thậm chí là có cả phần màu sắc màu đen và cũng như là một phần màu trắng nữa. Rồi và chúng ta có thể thấy được rõ là cụm 4 camera của chúng ta. Còn cái phần ống kia thì có thể là cái cụm cảm biến laser của chúng ta thôi. Và cũng như là đèn flash kép, nó sẽ để ở phần bên giữa của hai cái phần ống kính nhỏ nhỏ đó. Các bạn có thể thấy nhá. Rồi và chúng ta sẽ xem qua cái thiết kế nào. Thực sự là Samsung Galaxy S2 Ultra của chúng ta nó khá là đẹp như vậy các bạn. Đó, và cái phần mặt lưng của chúng ta vẫn sẽ là mặt lưng matte thôi, mặt lưng sần, và nó sẽ hơi mờ mờ. Tuy nhiên thì cái phần độ dày của chúng ta thì nó vẫn hơi dày như các bạn. Có lẽ là đây là phiên bản thử nghiệm thôi, nên chúng ta vẫn chưa có cái nhìn nào chính xác nhất. Tuy nhiên thì mình rất là mong Samsung họ sẽ có phiên bản chính thức cho chúng ta, để chúng ta khỏi cần phải xem những cái sự kiện của Samsung mà ngày hôm đấy thì chúng ta gần như là biết hết rồi. Và nói thêm về một số cái tính năng, một số cái cấu hình của Samsung Galaxy S2 Ultra thì mức RAM tối thiểu của chúng ta sẽ được nâng lên là 12GB thay vì là 8GB như trước. Và con chip mà sử dụng ở Việt Nam của chúng ta dường như sẽ là con chip Snapdragon 8 Gen 1 nha các bạn. Còn ở những cái thị trường ví dụ như Hàn Quốc thì chúng ta sẽ sử dụng lại con chip Exynos 2200. Và cái con chip Exynos 2200 này thì cũng có nhiều bạn nói với mình rằng là ở Việt Nam thì rất là mong muốn được sử dụng con chip Snapdragon. Chứ còn con chip Exynos thì dường như chúng ta chỉ thấy được Samsung lên những cái thông số thôi. Chứ qua hàng năm thì Samsung dường như họ vẫn chưa cải thiện được cái phần GPU của họ. Nên là mình cũng rất là mong muốn rằng là ở Việt Nam chúng ta sẽ sử dụng con chip Snapdragon 8 Gen 1 này, để cho anh em có một cái chiếc máy của chúng ta có thể giải trí, chơi game cũng như đa nhiệm nó sẽ tốt hơn rất là nhiều nhá. Rồi còn các bạn thấy sao? Các bạn thấy những cái thông tin liên quan đến Samsung Galaxy S2 Ultra như thế này thì các bạn có thích thú hay không? Thì đừng quên comment phần phía dưới nhá. Theo mình thì những cái hình ảnh chính thức như này thì dường như là ở những cái sự kiện của Samsung dường như là mình cũng chả thèm theo dõi nữa đâu. Còn các bạn thấy sao? Các bạn đừng quên comment phần phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.